Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Tà Bóng Đá. Và ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi phân tích kèo cá cược trận đấu tại giải hạng nhất Anh giữa Luton Town với Blackburn Rovers. Đội khách cần phải đạt được 3 điểm để có hy vọng tranh suất thăng hạng vào mùa này. Và họ đang để thua đội dẫn đầu là Fulham 5 điểm. Trong trận đấu lần này thì họ sẽ thi đấu ra sao? Hãy cùng với Tà Bóng Đá phân tích trong video lần này. Anh em hãy cùng để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment với chúng tôi nhé. Soi kèo bóng đá Luton Town gặp Blackburn Rovers, thời gian diễn ra là 22 giờ ngày 29 tháng 1 năm 2022 theo giờ Việt Nam. Lưu ý, đây là nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi, lựa chọn cuối cùng vẫn là anh em. Soi kèo trận đấu Luton Town gặp Blackburn Rovers, phong độ của Luton Town 5 trận gần nhất. Giai đoạn cuối lượt đi có phần thi đấu thiếu sức sống, nhưng có vẻ như thời điểm gần đây, Luton Town đang dần lấy lại sự ổn định của mình. Cụ thể, với thắng lợi 2-1 trước Bristol City tại vòng đấu gần nhất, họ đã nâng số trận toàn thắng của mình lên thành 4 trên 5 trận gần đây. Vị trí trên bảng xếp hạng của thầy trò huấn luyện viên Nathan Jones cũng đang dần được cải thiện khi họ vươn lên vị trí thứ 10 với 38 điểm sau 26 vòng đấu. Phong độ của Blackburn Rovers 5 trận gần nhất. Phía đối diện, Blackburn Rovers vẫn giữ nguyên phong độ ấn tượng của mình xuyên suốt cả chặng đường mùa giải khi vừa tiếp tục có 3 điểm trong chuyến tiếp đón Middlesbrough trong vòng 28. Qua đó, giúp họ tạm thời đứng vững khá chắc ở trong top 2 với 52 điểm, cùng cách biệt 3 bàn trước Bournemouth, cái tên từng đe dọa đến vị trí thứ 2 mà họ đang nắm giữ trong khoảng thời gian khá lâu. Soi kèo tài xỉu Luton Town gặp Blackburn Rovers, tỷ lệ kèo tài xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra hiệu 1 của trận đấu là 1 hòa, còn mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cả trận là 2,25. Để có thể mang về mạch trận toàn thắng trên sân nhà gần đây, không thể không công nhận sự đóng góp rất lớn đến từ hàng công của Luton Town với 9 bàn thắng họ ghi được, tức trung bình mỗi trận họ ghi được 3 bàn. Về phía Blackburn Rovers, họ ghi được 4 bàn thắng sau 4 chuyến làm khách gần đây nhất và đây sẽ là tiền đề để giúp họ lựa chọn lối chơi sòng phẳng ở lượt trận sắp diễn ra tới đây. Vì thế theo chúng tôi, cửa tài nên người chơi cân nhắc ở trận này. Soi kèo nhà cái châu Á. Ở trận này nhà cái châu Á được ra mức chấp cho kèo cả trận là Luton Town chấp đối thủ không phải làm trái. Song với mặt trận sắc nét của Luton Town thì gần đây họ đang có tỷ lệ thắng kèo rất ấn tượng với 4 trận liên tiếp trên sân nhà đều thắng kèo. Thế nhưng đối đầu với Blackburn Rovers, team thắng kèo châu Á trong 3 lần xa nhà trước đó và được đánh giá cao hơn về lực lượng ở trong những trận đấu gần đây, rõ ràng cơ hội thắng của đội chủ nhà cũng không hề khả quan. Theo chúng tôi, lựa chọn cửa Blackburn là lựa chọn tốt nhất cho anh em. Đây là những tư vấn của chúng tôi về kèo đấu dành cho anh em. Chúc anh em sẽ đưa ra được những lựa chọn mạnh chiến thắng. Hãy để lại ý kiến dưới comment và cùng bàn luận với chúng tôi nhé. Dự đoán tỷ số trận đấu, Luton Town thua 2-3 Blackburn Rovers. Trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi. Chúc cho anh em sẽ có một cái nhìn thật sáng suốt trên những lựa chọn của mình. Và đừng quên like, subscribe kênh YouTube của Tám Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những màn soi kèo hay và sôi động nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.